Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý vị, chị bà con, có bác cùng thật mọi người. Hôm nay anh em mình về một mẫu xe mới nên là muốn lên sóng phục vụ cho quý vị chị bà con đây. Mẫu xe chính chủ khả năng ô tô đi mua, biển Hải Phòng, tên tư nhân, xe nhập Nhật nguyên chiếc, đời 2008, đăng ký lần đầu 2009, mẫu Toyota Yaris, số tự động, động cơ 1.3, phiên bản nhập Nhật các bác nhé. Động cơ 1.3 thôi nên rất là phù hợp với anh em mình đi gia đình, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối luôn. Sang tầm khoảng 5,5 lít trên 100 km các bác nhé, phù hợp cực kỳ luôn. Mà màu đỏ, số tự động cực đẹp, mang nước sơn màu đỏ, phù hợp với giá tiền thôi. Và thật với các bác là tầm khoảng 220 anh em mình có thể sở hữu ngay cái mẫu xe này. Đời 2008, lăn bánh lần đầu 2009 nhé, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, 15A14919, chiếc xe rất là đẹp, em bao rút hồ sơ sang tên bấm biển cho quý vị anh chị với mức giá là 228 triệu. Còn nếu mà anh em mình hồ sơ thì em bớt cho các bác ngay là chỉ còn có 220 triệu thôi bao hồ sơ các bạn. Xe này chính chủ khả năng ô tô mua và em vẫn còn chữ ký lăn tay chính chủ của chủ xe đây, và xe đẹp, không đâm đụng va chạm, không gặp nước, máy xấu gập bệ cực kỳ chắc chắn các bác nhé, và không có tai nạn. Quý vị anh chị nào anh em mình mua dòng xe này, anh em mình về đi vừa lành vừa bền vừa tiết kiệm nhiên liệu các bác nhìn này. Máy 1.3 của Yaris đây bác nhé, nó chính là cái máy sau này con Vios 2014 người ta vẫn dùng đấy, nhưng mà lắp trên con xe nhỏ nhỏ mà với động cơ 1.3 đi khỏe lắm, chắc gầm bệ chắc chắn này, và xe nó sạch sẽ đẹp đẽ trong ngoài, ngon lành hành đào. Em sẽ kiểm tra và cho các bác xem chi tiết cái mẫu xe này đây. Thì anh em nào đi qua để lại cho khả năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh. Chiếc xe này đăng kiểm tháng 6 năm 2024 các bác nhé. Xe đẹp, không đâm va, không tai nạn, không ngập nước, sơn xi sạch sẽ, máy gầm ngon, điều hòa mát, nội thất đẹp, ghế nỉ nguyên bản này các bác nhìn này, đấy lỉ nguyên bản theo xe luôn, vô lăng tích hợp túi khí nhá. Đấy, em đây lổ máy cho các bác xem phần máy trước này. Dòng này tiết kiệm nhiên liệu lắm và nó rất là phù hợp cho anh em mình chạy gia đình. Xe đi được 12 vạn nhé, đồng hồ là 12 vạn 6 này, vẫn nguyên này. Chân nỉ nguyên bản, anh em nhìn nó đẹp nét căng này, ghế nỉ nguyên bản này. Đấy, về xe thì nó thật với các bác là dòng này nó cũng chẳng có option gì nhiều, nó chỉ có cái điều hòa thôi, đầy đủ giống như con Vios thôi, nó là đặt dọc. Vô lăng thì giống Vios 2009-08 thôi, giống hệt nhau. Và có thêm cái vân nhìn khá là bắt mắt. Cùng củ sớ thì hơi cao. Đây anh em nhìn này, có zig zag rồi, máy eco, tiết kiệm nhiên liệu rồi các bác nhé. Dòng này thì anh em mình sang tên bấm biển hết khoảng chục triệu. Còn nếu anh em mình để biển này đi thì em bớt tiền hồ sơ về cho các bác về bấm các bác nhé. Anh em rút được để nguyên biển này đi vẫn được bình thường, về tên tư nhân chính chủ mà. Xe động cơ 1.3 dòng xe nhập Nhật, nhưng mà máy này nó cũng chính là, thực ra nó là, nó không sản xuất ở thị trường Việt Nam mình thì gọi là nhập Nhật thôi, chứ còn nó chính là con Vios, máy con Vios đấy, máy con gì đâu đấy, nhưng mà nó lắp vào con Yaris thôi. Đời 2009 nhé, 2008 chiếc đăng ký lần đầu 2009, mà máy nổ rất là êm và không rung giật gì, chính là cái máy VVTi. Chính vì thế đồ đạc phụ tùng thì anh em mình thay thế sửa chữa rất đơn giản, nó dùng chung máy với Vios 2014 đấy, 2015 bây giờ đấy này, nó chính là máy con này luôn, nên là các bác an tâm. Về máy móc thì anh em mình phụ tùng thay thế sửa chữa, nói là nhập cho nó sang, nhưng mà nó không sản xuất tại thị trường Việt Nam, đời 2008. Chính vì thế nên nó gọi là nhập, chứ còn dây chuyền thì nó, cái máy này nó giống nhau. Còn thân vỏ thì đến bây giờ nó vẫn đang sản xuất Yaris rất là nhiều, nên quý vị an tâm. Tất nhiên là không có đâm đụng tai nạn nặng ngập nước các bác nhá, xước sát ba quẹt móc méo đây anh em mình chấp nhận. Nhưng đây này anh em mình còn nguyên này. Đấy, đầu răng sắt xi mọi thứ là nguyên zin luôn, máy nổ êm không rung giật gì cả. Sạch sẽ trong ngoài, sơn xi đẹp nét căng màu đỏ. Đấy, nhìn form dáng đẹp. Về form dáng thì nó chính là dòng hai xe hatchback phân khúc hạng A thôi, nhưng mà nó cao cấp hơn e-Morning và e-10 các bạn. Đấy, và Yaris này thì nó sẽ đẹp hơn E-Morning và e-10 và bền hơn rất là nhiều. Nếu anh em mình mua E-Morning với e-10 thì anh em mình có thể mua được 2010 hay 2011 số tự động rồi, nhưng mà đây anh em mình mua con này thì nó được 2008, đăng ký lần đầu 2009, nhưng mà giá rất hợp lý các nhé. Thời điểm này nó rẻ đấy, trước em toàn bán 260 thôi, nhưng bây giờ bán này rẻ cực. Về sơn thì nó thật với các bác là màu đỏ, xe nhỏ nhỏ màu đỏ nhìn nó yêu thực sự luôn, và nó rất là nổi bật, đẹp mà không có tai nạn ngập nước, nên là sức sát ba quẹt thì đã tỉa sơn đánh bóng rồi, nên là anh em mình nhìn nó rất là gọn gàng và phù hợp với gia đình nhà mình. Máy móc thì lại thông dụng, hàng thông dụng và độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu. Máy 1.3 số tự động nó chỉ lanh quanh khoảng tầm khuôn 5,5 lít xăng trên 100 km thôi. Đấy, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đăng kiểm tận tháng 6 năm 2024, anh em mình về gần như không phải làm gì cả. Lốp các bác nhìn này. Đấy, con xe cũ này được quả lốp, 4 quả lốp mới như này anh em mình về cũng đỡ được khoảng 6 triệu không nhé, 5-6 triệu đồng rồi. Đấy, na đang đúc theo xe, có phanh đĩa đằng trước, đằng sau thì phanh tăng trống, nhưng mà vẫn có phanh tăng trống, phanh đĩa đằng trước cho các bác rồi các bác nhé. Yaris này thì nó sẽ tiêu hao nói rồi nhỉ. Con này thì nói thật với các bác là cũng chẳng biết nói gì hơn, vì nó rất là bền và lành, và lại thương hiệu của Nhật nữa, Toyota nữa các bạn. Chỗ ngồi rộng hơn rất nhiều so với E-Morning và E10 cùng phân khúc các bác nhé. Và giá tiền thì nó chỉ nhỉnh hơn một tí thôi, nhưng mà độ bền thì cao. Nốp nắp thì mới, đăng kiểm thì dài, không đâm va gì. Tất cả các mã kính còn nguyên hết rồi này, xe đẹp lắm. Đời 2000
2008 lăn bánh lần đầu 2009 tư nhân chính chủ. Đây chiếc này thì hai chủ rồi, đăng ký lại lần sau là 2015 các bác nhé. Đến bây giờ nó chỉ hai chủ thôi, nên là các bác an tâm. Về xe cộ thì nói thật các bác là bảo hành cho bà con không có đâm đụng ngập nước, cùng với là nội ngoại thất là đẹp sạch sẽ, sơn si đẹp, đăng kiểm còn, không phạt nguội, pháp lý pháp luật thì bên em hỗ trợ báo rút hồ sơ sang tên đổi chủ cho bà con các anh chị luôn. Anh em nào quan tâm được anh em mình đến cửa hàng xem xe. Đây về phong dáng thì nó giống như những phân khúc hạng A khác thôi, thì nó cũng nhỏ gọn và nhìn bắt mắt. Con này thì đẹp hơn so với Morning i10 cùng đời. Chứ còn form dáng về sau thì con này nó vẫn cứ giữ lên form đến tận 2013 cơ. 2014 mới lên form mới. Nhìn form con này nó cũng rất là thuận mắt và nó phù hợp với cái tầm tiền của chúng ta. Lên quanh 220 anh em mình lấy con này nó rất là hợp lý nhé. Đời mặc dù thấp nhưng mà đăng kiểm 1 năm 1 lần đến tận 5 năm nữa mới hết xuống đăng kiểm 6 tháng các bạn. Nên là anh em cứ đi 5 năm thôi là chán đấy. Dòng này thì nó thương hiệu nữa, đâm là giá cả nó cũng có giá chung rồi. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể đi xem một số chỗ khác nó bán hợp lý hơn thì anh em xem. Còn nếu con này thì em đang bán là 228 triệu đồng tại cửa hàng. Để cho quý vị anh chị nhìn form dáng của nó này. Đấy, rất là mượt luôn và không hề có xước sát gì cả. Sơn si sạch sẽ, 4 lốp mới này. Đăng kiểm dài, tên tư nhân, trong đó này máy thì 1.3. Tiết kiệm nhiên liệu, máy còn dùng chung với dòng máy Vios nên là nó rất là bền, lành và không bị đâm đụng ngập nước. Quan trọng là nó không taxi nữa, đời này nó không taxi nữa nên là nó cũng đẹp, nó mới. Ghế nỉ thì nguyên bản, nội ngoại thất thì tươi mới này. Đẹp, máy thì êm ru, không nghe tiếng động luôn. Chắc chắn, đẹp, nó đang đúc, nhập Nhật, thương hiệu Nhật xong rồi nhập Nhật nữa. Nên là anh em nào quan tâm được, anh em mình có thể đến cửa hàng xem xe. Chi tiết tại Khả Năng Ô Tô, giá rẻ Hải Phòng 0326062789. Khả Năng chân thành cảm ơn và xin kính chúc tất cả quý vị chị, bà con, các bác cùng toàn thể mọi người luôn luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp em. Khả Năng chân thành cảm ơn. Xin chào mọi người trong video clip tiếp theo.